Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Đồng Tháp tổ chức tọa đàm về tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng an toàn, bền vững. Tại buổi tọa đàm, người dân được các chuyên gia cung cấp kiến thức về ngư cụ khai thác, cấm khai thác và tái tạo nguồn lợi thủy sản ở vùng nước ngọt, trao đổi chuyên đề tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh. Hiện tổ có 62 thành viên thực hiện quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại ấp Bình Hòa và ấp Bình Tân. Ngoài ra, xã Bình Thạnh còn thành lập mô hình đội tự quản làng bè với 51 thành viên, được chia thành 6 tổ thay phiên nhau tuần tra trên bè. Kinh phí hoạt động được các hộ nuôi, mạnh thường quân, công ty thủy sản trên địa bàn xã đóng góp. Các thành viên trong tổ chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, khai thác nguồn lợi thủy sản, đồng thời góp phần giảm tình trạng người dân đánh bắt cá bằng xung điện, ngư cụ bị cấm, quá chất, chất nổ, khai thác các loài thủy sản có kích thước nhỏ hoặc đang trong mùa sinh sản.